Allosaurus là kẻ khát nước. Đồ ơi, khát máu nhất kỳ Jura. Cùng với Tyrannosaurus, Allosaurus có lẽ là loài khủng long theropod lớn được đại diện thường xuyên nhất trong văn hóa đại chúng. Điều này do nó là một trong những loài khủng long săn mồi lớn được phát hiện sớm nhất và được biết đến từ nhiều di tích hơn bất kỳ loài khủng long săn mồi lớn nào khác. Trong hai video nói về sát thủ số 1 kỳ Jura này, chúng ta sẽ nói về những khám phá, đặc điểm hình thái học cũng như cách săn mồi của loài khủng long này nhé. Hãy ấn like và subscribe kênh rồi chúng ta cùng bắt đầu video thôi nào. Những nghiên cứu đầu tiên. Allosaurus là một trong những loài khủng long ăn thịt lớn và phổ biến nhất sống vào cuối kỷ Jura cách đây 148 đến 155 triệu năm. Chúng có địa bàn phân bố rộng lớn, từ hệ tầng Morrison ở miền Tây Hoa Kỳ ngày nay đến hệ tầng Laurinia ở bán đảo Iberia tức Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Hóa thạch của Allosaurus được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1869 bởi Ferdinand Hayden và sau đó được O'Neill Mark đặt tên vào năm 1877. Tên chi Allosaurus có nghĩa là thằng lằn khác lạ do các đốt sống hóa thạch được tìm thấy rất khác biệt so với các loài khủng long được biết đến thời bấy giờ. Những câu chuyện về Allosaurus cần phải được bác bỏ rằng nó là tổ tiên của Tyrannosaurus. Mặc dù cả hai đều có chung hình thái và Allosaurus già hơn nhiều, nhưng các khủng long Tyrannosaurus được cho là đã tiến hóa từ nhóm Coelurosaurus độc lập với Allosaurus. Điều này có nghĩa là khi loài Tyrannosaurus tiến hóa, chúng đã thay thế những loài khủng long như Allosaurus để trở thành loài khủng long chân thú thống trị ở Bắc Mỹ. Đây là một trong ba loài khủng long ăn thịt lớn nhất vào thời điểm đó, với chiều dài trung bình 8,5m, đôi khi có thể dài tới 13m và cao khoảng 3m. Allosaurus được trang bị cặp mắt hướng về phía trước, thính giác rất nhạy bén và một hàm răng vô cùng sắc nhọn. Ngoài ra, loài này còn có chi trước khá dài với 3 ngón tay trên mỗi bàn tay, cho phép chúng giữ và cào xé con mồi. Đôi chân rất khỏe, giúp chúng có thể chạy rất nhanh, đạt đến tốc độ 21 dặm trên giờ, tương đương 9,4m trên giây, nhanh hơn nhiều so với những loài khủng long sống cùng thời. Một loài nhưng nhiều tên. Việc phát hiện ra Allosaurus là kết quả của cuộc chiến tranh xương thời kỳ của những khám phá hóa thạch quy mô lớn trên khắp Bắc Mỹ. Thật không may, do bản chất của những gì đang diễn ra trong cuộc chiến tranh xương này, các bộ Allosaurus khác nhau được đặt tên theo một số loài khác nhau. Điều này dẫn đến việc các nhà cổ sinh vật học khác phải đánh giá lại vật liệu hóa thạch ban đầu và đặt những bộ xương của chúng về đúng vị trí, dẫn đến việc giảm tên loài và từ đồng nghĩa của các loài khủng long khác vào Allosaurus. Mặc dù các từ đồng nghĩa hiện tại của Allosaurus bao gồm Anchodemus, Brachiosaurus và Laprosaurus, hai loài khủng long khác có tên là Epantheridias và Saurophaganus, đều có thể là ví dụ bổ sung của Allosaurus. Cả Epantheridias và Saurophaganus chỉ được biết đến một phần, nhưng cả hai đều lớn hơn đáng kể so với Allosaurus với ước tính kích thước dài gần 11 mét. Để chờ đợi tài liệu mới và nghiên cứu thêm, chi Allosaurus đã có rất nhiều loài bổ sung được quy cho nó và danh sách các loài được xác nhận đã thay đổi thường xuyên trong hầu hết lịch sử. Allosaurus aerobius, Allosaurus zimaceni cũng thường xuyên được coi là hợp lệ. Các loài khác như Allosaurus placus, Allosaurus axo, Allosaurus maximus và Allosaurus tensagurensis gây nhiều tranh cãi hơn. Nghiên cứu sâu hơn về Allosaurus chắc chắn là cần thiết để giải quyết các vấn đề đặt ra về tên loài. Nhưng một phần của vấn đề chính là mẫu vật gốc vào năm 1877. Ông không có một bộ hóa thạch hoàn chỉnh, mặc dù chớ chiêu thay, đối thủ của ông là Edward Brinkerkopf đã mua được một mẫu vật được bảo quản đặc biệt tốt 2 năm sau đó. Nhưng không nhận ra tầm quan trọng vì nguyên liệu thô vẫn được lưu giữ trong khi ông đã làm việc trên các hóa thạch khác. Bản thân mẫu vật gốc bao gồm một xương cánh tay phải, một vài đốt sống, răng, xương ngón chân và một số mảnh xương sườn. Những khám phá tiếp theo như vậy đã được nghiên cứu để chống lại điều này vì tài liệu không đầy đủ. Nhưng không phải lúc nào cũng chống lại những khám phá khác về Allosaurus, dẫn đến việc nhiều loài mới mà theo nghiên cứu hiện đại có vẻ không khác biệt lắm. Được thiết lập từ một trong những khám phá hoàn chỉnh hơn sau này, để phát hiện mới và hiện có thể được đo lường dựa trên dữ liệu chính xác hơn nhiều. Đặc điểm hình thái học. Allosaurus có hình thái khủng long chân thú điển hình với tư thế đứng bằng hai chân trên hai bàn chân lớn và một cái đuôi dài chìa ra để cân bằng với phần đầu có cổ cong hình chữ S. Đặc điểm nổi bật nhất của Allosaurus là những chiếc sừng nhỏ phía trên mắt của nó là sự phát triển đặc biệt của xương lễ của hộp sọ. Các lý thuyết về mục đích của chúng bao gồm vũ khí tiềm năng hoặc tấm che nắng để ngăn chặn ánh nắng vào làm chói mắt.
đến sự công nhận loài được chấp nhận rộng rãi hơn về chủng loại của nó và có thể là dùng để thu hút bạn tình. Vị trí của mắt trong hộp sọ cho thấy rằng mặc dù Allosaurus có tầm nhìn hai mắt nhưng nó bị giới hạn ở 20 độ. Điều này có nghĩa là Allosaurus cần đảm bảo rằng con mồi của nó luôn ở ngay phía trước. Bởi vì nếu con mồi quay ngắt, nó có thể dễ dàng phá vỡ tầm nhìn này. Mặc dù Allosaurus vẫn nhìn thấy con mồi, nhưng nó sẽ chỉ có thể sử dụng một mắt và do đó sẽ không có nhận thức sâu sắc. Điều này có thể dẫn đến một trong những đòn đánh trượt. Mặc dù có vẻ đủ dễ dàng để chỉ ra rằng Allosaurus chỉ cần quay đầu lại để lấy lại nhận thức về chiều sâu, nhưng một đòn tấn công thành công đòi hỏi phải căng thời gian trong tích tắc với sai số nhỏ nhất. Nhận thức sâu sắc chỉ trong một phần giây có thể đủ để con mồi tránh bị cắn. Bản Quick City của hộp sọ Allosaurus đã tiết lộ một vài cái nhìn thoáng qua thú vị về cuộc sống của động vật sống. Bộ não tương tự như bộ não được tìm thấy ở cá sấu và Allosaurus có khứu giác rất lớn nhưng có khu vực kém phát triển để đánh giá. Có thể là Allosaurus chỉ dựa vào việc nhận biết số mùi, chẳng hạn như mùi của động vật săn mồi, xác chết hoặc thậm chí những mùi khác của đồng loại. Tai trong có vẻ phù hợp nhất với âm thanh tần số thấp và phân tích hệ thống tiền đình. Bộ phận kiểm soát sự thăng bằng cho thấy đầu thường được giữ ngang. Cánh tay rất khỏe khi so sánh với các loài khủng long chân thú lớn sau này và bàn tay kết thúc bằng 3 ngón tay có móng vuốt lớn. Sự phát triển còn sót lại của cánh tay cho thấy rằng chúng đóng một vai trò quan trọng trong lối sống của Allosaurus, nhưng phương pháp sử dụng thực tế vẫn còn gây tranh cãi gay gắt giữa các nhà cổ sinh vật học. Hình thái tổng thể của Allosaurus phụ thuộc vào độ tuổi của cá thể. Với các mẫu vật chưa trưởng thành luôn có đôi chân dài tương ứng hơn so với các con trưởng thành rất nhanh. Có lẽ là một trong những loài khủng long nhanh nhất ở thời điểm đó. Điều này sẽ rất có ý nghĩa vì khi còn nhỏ, con mồi duy nhất dành cho Allosaurus bị thành niên là những động vật nhỏ hơn và nhanh hơn. Khi Allosaurus lớn lên và tăng kích thước, chúng sẽ cần thêm nhiều nguồn dinh dưỡng hơn mà chỉ những loài khủng long lớn hơn mới có thể cung cấp. Vì chúng thường xuyên chậm hơn và nặng hơn nên Allosaurus biến đổi theo tuổi tác để có đôi chân ngắn hơn và khỏe hơn để đối phó tốt hơn với những con mồi như vậy. Tốc độ cao sẽ là một điều xa xỉ không cần thiết với đôi chân dài hơn, nhẹ hơn, sẽ chỉ dễ bị chấn thương hơn mà thôi. Điều thú vị là mặc dù Allosaurus không liên quan trực tiếp đến chúng, nhưng hình thái thay đổi này của những con non chân dài và nhanh hơn cũng có thể được nhìn thấy ở các loài Tyrannosaurus như Albertosaurus. Mặc dù các dấu hiệu di truyền cho thấy sự phát triển như vậy có thể báo trước về quá trình tiến hóa xa hơn của những loài khủng long này. Chiến lược săn mồi. Mặc dù có vẻ như đã có một kết luận được bỏ qua rằng Allosaurus là một loài động vật săn mồi, nhưng thực tế nó giống như T-Rex khi được cho là loài chỉ ăn xác thối. Điều này xuất phát từ đầu và bộ răng, mặc dù cái đầu được xây dựng rất mạnh mẽ, nhưng lực cắn của Allosaurus rất yếu nếu so với một loài khủng long chân thú lớn. Một số nghiên cứu cho thấy rằng nó thậm chí còn kém hơn một số loài động vật thời hiện đại như báo hoa mai. Cái này thì tôi không chắc chắn lắm vì đây là cái fact tôi lượm lạc được trên mạng. Có gì thì anh em góp ý ở bên dưới nha. Okay. Vì lý do này, chúng ta phải xem xét các phần khác trên cơ thể, đặc biệt là cánh tay có kích thước tương đối lớn so với T-Rex. Ngoài ra, còn có một số lượng lớn các vết thương ở cánh tay, bao gồm đứt gân. Những vết thương kiểu này chắc chắn xảy ra khi được gây ra với một cuộc xung đột với một con khủng long khác. Công bằng mà nói, thì chúng có thể đã xảy ra trong một cuộc đấu tranh với một con Allosaurus khác. Điều này vẫn cho thấy rằng Allosaurus có thể cực kỳ hung dữ khi cần thiết. Nếu cánh tay được sử dụng khi đi săn thì Allosaurus có thể đã nắm chặt một con vật để tấn công vào điểm mềm như cổ họng. Mục tiêu như vậy không nhất thiết phải cần nhiều lực cắn, chỉ đủ để gây ra một tổn thương cho tĩnh mạch. Điều này có nghĩa là phương thức tấn công của nó không đặc biệt áp đảo con mồi, trong khi T-Rex có thể dễ dàng sử dụng lực cắn khủng khiếp của mình để đưa con mồi lên bảng điểm số bằng một vết thương cắn vào sau gáy. Nhưng Allosaurus có rất ít sự lựa chọn ngoài việc sử dụng thể chất đối với con mồi. Mặc dù ở trên là một cách tiếp cận rất tổng quát để tấn công và tiêu diệt con mồi, nhưng vẫn có chỗ cho việc kiếm ăn chuyên biệt hơn. Hàm của Allosaurus có thể mở cực kỳ rộng. Về lý thuyết, Allosaurus có thể sử dụng hàm của mình như một loại lưỡi cào để lột bỏ những lớp da trên bề mặt của con mồi đến mức mất máu rất nhiều. Điều này phần nào giải thích được cấu trúc hộp sọ rắn chắc và những chiếc răng khá nhỏ. Nó cũng có thể hỗ trợ cho giả thuyết gặm nhấm thịt con mồi. Trong đó, Allosaurus có thể tấn công và kiếm ăn từ một con sauropod lớn mà không thực sự giết nó. Bất kể chiến lược thực tế là gì, bằng chứng thuyết phục cho thấy Allosaurus là một kẻ săn mồi tích cực đến từ một đốt sống hóa thạch cho thấy rằng được gây ra bởi một chiếc gai đuôi Thegomyser từ Stegosaurus. Một hóa thạch Stegosaurus khác cho thấy một vết cắn trên cổ của nó dường như là do một con Allosaurus gây ra.
Ngoài ra, còn có những phát hiện hóa thạch quan trọng cũng chỉ ra rằng Allosaurus thường xuyên nhặt xác các khủng long, thậm chí có thể là các thành viên cùng loài với nó. Tương tác giữa các loài. Xung đột giữa các cá thể Allosaurus gần như chắc chắn là phổ biến vì chúng thường xảy ra giống như các loài săn mồi ngày nay. Giống như các loài săn mồi khác, những xung đột này thường là về quyền ăn thịt, quyền giao phối, thậm chí có lẽ bởi một người bạn đời tiềm năng không quan tâm đến sự chú ý của một cá thể không phù hợp khác. Những cuộc chạm trán này có thể được nhìn thấy qua những vết thương dường như là do các loài Allosaurus khác gây ra, chẳng hạn như vết răng trên hàm. Bởi vì Allosaurus được cho là loài săn mồi đỉnh cao vào thời đó và bằng chứng cho thấy nó không hề né tránh những sinh vật lớn như sauropod. Khi còn nhỏ, một con sauropod sẽ là lựa chọn dễ dàng đối với một con Allosaurus trưởng thành. Nhưng thật không thể tưởng tượng được rằng ngay cả một con Allosaurus trưởng thành cũng có thể hạ gục được một loài sauropod trưởng thành hoàn toàn như Brachiosaurus. Điều này dẫn đến gợi ý về việc săn mồi theo bầy, với nhiều cá thể Allosaurus tấn công một động vật ăn cỏ duy nhất mà nếu không thì chúng sẽ quá lớn để tấn công một mình. Ý tưởng săn mồi theo bầy là một ý tưởng gây tranh cãi vì nhiều người sẽ nói rằng khủng long đã không đi săn mồi theo bầy vì ngày nay bạn sẽ không thấy thằng làng hợp tác để săn những con mồi lớn hơn. Điều này tất nhiên phụ thuộc vào mức độ giống của những loài khủng long so với thằng lằn, không chỉ về mặt sinh học mà còn cả về hành vi. Một giả thuyết khả thi cho ý tưởng này là một số loài Allosaurus có thể tập hợp lại để tấn công một con sauropod lớn được gọi là hành vi di chuyển. Một số cá thể không ngừng tấn công một sinh vật để tách khỏi nhóm và làm cho nó kiệt sức. Khi con vật đó không thể chịu đựng được nữa, nó gục xuống và những kẻ săn mồi sẽ di chuyển đến chỗ đó và bắt đầu xơi tái mà thôi. Hành vi này đã được thấy ở một số loài chim và vì chúng được coi là hậu duệ trực tiếp của khủng long nên các hành vi đó dễ dàng được chấp nhận khi chuyển sang khủng long. Một nghiên cứu có thể kể đến là phản ứng của những kẻ săn mồi ở châu Phi trước những âm thanh của một loài động vật đang gặp nạn. Nghiên cứu này thường được coi là hỗ trợ cho khả năng săn mồi theo bầy ở loài hổ răng kiếm Smilodon và tập trung vào việc lắng nghe những âm thanh đến từ con mồi đang gặp nạn giống như khi chúng mắc kẹt trong bùn. Tiết lộ về những nghiên cứu này cho thấy rằng những con mồi chủ yếu săn mồi theo bầy đàn đã tiếp cận bằng những âm thanh, trong khi người ta đưa ra giả thuyết rằng sự xuất hiện này xuất phát từ thực tế là những kẻ săn mồi đơn độc và thường nhỏ hơn, biết rằng những con vật gặp nạn sẽ thu hút những kẻ săn mồi lớn hơn và nhiều hơn đến khu vực đó. Và như vậy, chúng sẽ tránh xa để không trở thành thức ăn cho những kẻ săn mồi khác. Hãy nhớ rằng, tại mỏ đá Cleveland Cloy, Allosaurus vẫn đông hơn rất nhiều so với phần còn lại của những kẻ săn mồi khác. Ngoài ra, nghiên cứu về địa chất cho thấy rằng bằng chứng mạnh mẽ về một cái bẫy săn mồi cổ xưa có thể thu hút những kẻ săn mồi đang tìm kiếm một bữa ăn dễ dàng. Bây giờ, vẫn rất khó để có thể chắc chắn rằng đây là một bằng chứng tuyệt đối về việc săn mồi theo bầy của Allosaurus. Nhưng điều cần nhớ là những nghiên cứu này ít nói về những đặc điểm hình thái, mà nói nhiều hơn về hành vi và sự tương tác giữa các loài săn mồi đơn độc cũng như là săn mồi theo bầy đã được biết. Cũng nên nhớ rằng, động vật có vú săn mồi lớn là loài động vật duy nhất ở thời điểm hiện tại đang lấp đầy cái khốc sinh thái mà loài khủng long săn mồi lớn từng làm. Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có thể nói được mức độ thực sự của bất kỳ sự tương tác nào giữa các cá thể Allosaurus với nhau, vì các lý thuyết được đề xuất phụ thuộc vào các cách giải thích của từng cá nhân về vật liệu hóa thạch. Những cách giải thích bắt đầu ăn khớp với nhau qua nhiều ví dụ về bằng chứng. Liệu chúng ta có thể bắt đầu nói những điều về mức độ chắc chắn dù chỉ là nhỏ hơn hay không? Câu hỏi này sẽ để thời gian trả lời. Vừa rồi, mình và các bạn đã đi đến các phần còn lại nói về Allosaurus, xét thủ thống trị thực sự của kỷ Jura. Lưu ý, đây là những thông tin mình góp nhặt từ nhiều nguồn nên sẽ không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong các bạn vui vẻ góp ý để chúng mình làm tốt hơn trong các video sau nhé. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình trong tương lai. Còn bây giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại!